力のスワック俺たちにしかないスワック肩の力抜いてラックラック遊び働いて結果が Một là cờ xếp hai cờ là sai nhìn xuống hình khắp mọi nơi và quen cao đang kìm không phẳng mình thì tốt nhất mình đi làm đập bông cùng bài truyền không phát news cứ đừng tên bơ đâu cần phải gấp anh cứ đi thông thả cứ xin đâu mà mơ mình khen tôi Sao nói là đi về đâu? Khi đêm tối là nó đi vào sâu. Khi style rap là nó đi back low. Bị đi bộ suốt luôn chưa phải cơ. Ai là cậu? Còn ai là cô? Ai là tri kỷ? Còn ai là thù? Ai là người thật thà? Ai đang đeo mặt nạ? Ai cậu xa tâm Phật? Ai cậu Phật tâm xa? Thổi kì mà để lại giá tay cho người chết này. Còn nổi tiền. Lúc đó nó bỏ lúc chừng mình thấy tội tội. Ngày đừng nhỏ luôn mình nó làm khổ nguyên. Chọn cho mình cái tự lắm. Phải cô độc như sôi vậy. Really make it to 100,000. Lê Du Long mà hiểu tiếng hai ai đẹp hơn? Da vàng, what the fuck, tao là da vàng. Thêm một viên trong phòng thu không cần la làng. Anh tao gói vào bao cách nó mang hàng. Anh em chung một khu, that's my gang gang. Nhân chi sĩ mơ, anh đây là chú Nhân, đại ca bình quận tư. Ai cũng đeo mày. Nhưng lúc chạy đua, anh là phong nhân. Vì xe anh mạnh hơn. Xe nhiều xăng. Là Suzuki. Là quay anh pha đường ngang. Là rim hi fi. Anh lại thêm một chiếc em. Rồi anh lên ga. Bắt đầu là phát nhanh. Xe anh có hai đèn bấm đèn. Là sáng lên tình cờ nằm ra luôn. Chết mẹ rồi thấy chưa. Ôi du em ơi. Không có điều gì là ràng buộc. Cho em hoàn thành nhiệm vụ đi kim mà chuôn quẩn cả chuôn càng tuột. Nhẹ dáng này càng luôn càng luột. Mặc chữ cái là cả chuôn càng thuộc. Em sẽ là công tứ của anh nếu như mà sau đêm em trụ được. Tuần trước Lưu Văn bơ si, tuần này nồi đá Lưu Văn bắt tay. Còn nào là thấy em say đầu tiên, em đã muốn đợi anh lâu rồi. Baby, em cũng không biết đâu. Sao chẳng thấy đôi tim với nhau? Thật là nhớ. Sao mà khi chẳng có ai là phải được bay bay. Xung quanh đây là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Yeah!
thôi mà giờ đi đâu sẹo giờ chút lại sao quen đi quen cái gì ai mà quen không mà hàng gì quay hai hộp đêm là cứ kêu anh Huy là tỷ tỷ rồi ôm nhau gì này có đàn ông nào mà như vậy không chị không có đàn ông nào như vậy nhau gì nha trời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rừng đu phiêu. Chỉ có trong lòng của nó dữ thôi. Vừa mấy chắc bước mà sao lại bỏ nhiều vậy. Mắc mới gì vậy thế hả? Chắc lớp. Một là cơ xếp, hai cơ là xe nhìn xuống hình khắp mọi nơi và quen cao đang kịp không phạm của mình thì tốt nhất mình nên làm được bốn. Cùng bài truyền thông fake news cái đình tên bơ. Đâu cần phải gấp anh cứ đi thông thả cái chino mà mơ bị khen thôi. Thế là thấy em say đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby mấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai ra vào được bất an. Xứng tầm để là một ngôi sao ở tầng trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Vậy còn thứ em thích là gì?
Nếu là ngôn ngữ, nếu là lo âu, nếu là tiền đình
cảm ơn các bạn nè. Mang bố thôi ca ngợi mà giết không sao to cho ta. Đừng dùng là cha nó xin đi chứ không phải to ca to la. Hiểu như này. Phó sẵn nhưng biết sẵn điều này. Ok. Nhưng phải tay nào nên nghe kiếm. Nó đang cho ta. Ủa sao giống nhau vậy? Hôm bữa chị thấy là còn hai cái mà mới đặt xong một cái là người đặt đó. Baby nói cho nghe, em hãy nói cho nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim anh những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt đến nơi đâu. Anh hãy nhắm đôi mắt tới những ngày đâu. Thật ơi, đến lâu ta quên hết đi cho anh vừa. Anh muốn đi đâu chứ nên là đi cùng nhau. Baby chưa giả sợ, nấu đi bờ trên buồn đau sao. Anh ta đã hết lỡ, oh yeah. Hát cho nhau, anh có muốn để nơi đây dừng lại gì sao. Không thể nhận được một bước này. Như thế thôi. Làm những điều mình
cũng có nhiều người bạn là nam, nhưng mà cái tính của người ta là thích yêu bản thân, chăm sóc bản thân rất là kỹ, tập gym rồi kẻ lông mày rồi đặt da cái càng nó một cái quý gì. Em nhắm tim không hả? Em nói cái gì riêng với Trường Giang mà nhiều vậy hả? Em vô đây, em ba bà chỉ với người ta, người ta có gia đình để nói cái gì vậy? Có quá, mình nó sợ em không phải. Em chung như vậy, chung hoài luôn. Đừng đến gần tao, mày cao quá! Đừng có đến gần tao! Đừng đến gần tao, mày cao quá!